kênh Hà Hà TV nha. Thì clip hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn mới vào chạy taxi và cách mà để mà các bạn có thể có được khách và cách chạy như thế nào mà để cho nó hiệu quả nha. Thì thứ nhất là các bạn mới vào chạy taxi á, thì các bạn phải cố gắng chạy được cái những điểm mà trong cái app mà bên công ty nó cấp cho các bạn á. Thường là mỗi hãng taxi nó sẽ có một cái app và tổng đài nó sẽ gửi cái khách đó qua app cho các bạn, và các bạn sẽ cái việc là bấm nhận khách và chạy thôi. Mục đích đó, ban đầu là để các bạn mà có thể các bạn nhận điểm trên app á, là để các bạn có thể quen được cái điểm đó là điểm nào, và các bạn không phải đua điểm với những anh em mà đã chạy lâu rồi, thì nó sẽ đỡ tiết kiệm tiền xăng với lại tiền điện thoại, tiền các bạn mà chạy không biết điểm, các bạn chạy tới chạy lui á mất thời gian á đó. Thì các bạn chỉ cần tập trung vào chạy những điểm trên app mà công ty gửi cho các bạn là được. Thứ hai là các bạn mới chạy taxi á, thì các bạn nên đậu những điểm nào mà thường sẽ dễ có khách, chứ các bạn đừng nên đậu cái một cái đoạn đường vắng hay là cái gì cái khu vực mà ít đông dân cư á, thì khả năng các bạn có khách rất là ít. Thì mình khuyên các bạn là nên đậu ở tại những cái khách sạn hay cái resort hay khu vực đông dân cư, thì các bạn sẽ dễ dàng có khách hơn là các bạn đậu những cung đường vắng. Và cái thứ ba mình muốn nói đến là những điểm xếp tài, tức là những điểm mà bên công ty taxi đã mua và đã ký hợp đồng là xe đậu tại điểm đó để mà đón khách. Các bạn nên hỏi những em trước á, các bạn không biết á thì các bạn hỏi những anh em trước là công ty mình có những điểm xếp tài nào, thì anh em cố gắng là đậu tại những khu vực đó thì sẽ có khách dễ dàng hơn. Đối với những điểm xếp tài đó, thường thì có những điểm xếp tài cố định, ví dụ như là ở Phan Thiết này có điểm xếp tài cố định như là Lotte nè, hay là ga tàu đó, hay là bệnh viện gì đó. Thì các bạn nên, nhất là cái khu vực mà tàu nè, như tàu lửa nè, tàu cao tốc nè, đi cả Phú Quý á, thì các bạn nên đậu, các bạn nên hỏi những anh em khác về cái giờ mà tàu nó sẽ về, thì các anh em cố gắng lên trước cỡ nửa tiếng anh em xếp tài thì mới có khách. Anh em lên trễ quá thì anh em xếp tài xa quá, chẳng hạn như là tài chót mà các bạn lên đúng cái giờ tàu mà đã về rồi á, thì các bạn khó mà kiếm được khách lắm. Nếu mà tàu hôm đó thì nó về ít khách, hai các bạn cố gắng lên trước cỡ nửa tiếng để mình đậu tài. Và các bạn vậy lên đó đậu tài cũng đơn giản thôi, cứ xe mà xếp tài trước thì nó đón khách, thì các bạn lên sau thì các bạn cứ nối đuôi nha, cái xe đã chở khách rồi các bạn cứ nối đuôi theo thì sẽ có điều hành tại điểm đó dẫn khách ra xe các bạn cứ yên tâm là nếu các bạn lên, nếu mà có khách đông á, các bạn lên sớm thì chắc chắn là các bạn sẽ có khách nha. Và một số cái điểm ở resort hay là ở Lotte hay là ở bệnh viện gì đó thì các bạn có thể đậu ở trước đó. Thì nếu mà là điểm xếp tài ở công ty á, thì cũng tới lượt bạn nào á thì mình nó đi thôi. Thì mình đậu trước thì mình đi trước, mình đậu sau thì mình anh em trước đi trước thì mình đậu sau thì mình đi sau vậy thôi. Nó đơn giản thôi nha. Đó, một vài lưu ý cho những anh em mà mới vào chạy taxi là các anh em, mình tóm gọn là các anh em nên sử dụng app, học cách sử dụng app của công ty. Thứ hai là các bạn cần phải biết giờ tàu,
giờ tàu về và những điểm xếp hàng ở công ty, là các bạn thế giờ đó thì các bạn lên xếp hàng, các bạn có khách để chạy. Và cái cuối cùng á, là các bạn nên đậu ở những khu vực mà đông dân cư, khu vực khách sạn, resort, bệnh viện, siêu thị gì đó thì các bạn mới dễ dàng có khách nha. Và clip hôm nay mình chỉ chia sẻ vậy thôi. Thì mọi người thấy clip mình hay bổ ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt mọi người. Trước khi kết thúc clip, mình quay một đoạn cảnh anh em taxi tụi mình xếp tài trên ga như thế nào cho mọi người xem. Các bạn tìm kiếm kênh mình bằng cách sau đây nha. Mở ứng dụng YouTube, ở ô tìm kiếm các bạn gõ vào từ khóa Hà Hà TV trong ngoặc kép và sau đó nhấn Enter. Các bạn sẽ thấy hình ảnh của mình mặc áo trắng đội nón cam. Các bạn nhấn vào chữ đăng ký và bật cái chuông bên cạnh, chọn tất cả. Hoặc các bạn có thể tìm từ khóa Hà Hà TV Taxi và sau đó nhấn Enter. Nó cũng sẽ hiện lên mấy clip của mình. Các bạn nhấn vào một clip bất kỳ và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha.